bây giờ là phần thi về đích và số điểm các bạn đang có lần lượt là 55, 155, 290 và 105 điểm. Và với những số điểm này thì người đầu tiên đến với phần thi về đích là Đức Mạnh. Và xin mời Đức Mạnh tiến lên phía trước. Hãy cho chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn. Em nghĩ em sẽ an toàn nên là em sẽ chọn 3 câu 20 điểm ạ. Chúng tôi đã nghe rõ sự lựa chọn của Đức Mạnh rồi và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm như sau. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép: đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ tượng Thất Hợp Nhị Hiền, bốn mùa cúng tế, Hoàng Thái Tử đến học ở đây. Bạn hãy cho biết ở đây trong câu trên là nơi nào? Câu trả lời em là Văn Miếu Quốc Tử Giám ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Câu đầy đủ ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là: mùa thu tháng 8 làm văn miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ tượng Thất Thập Nhị Hiền, bốn mùa cúng tế, Hoàng Thái Tử đến học ở đây. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này chỉ là văn miếu thôi ạ. Hơi một chút tiếc cho Đức Mạnh, nhà phía trước bạn còn hai câu hỏi nữa, chúc bạn sẽ thành công. Sau đây sẽ là câu hỏi về đích dành cho Mạnh. Phát minh ra bánh xe là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Bạn hãy cho biết việc ứng dụng bánh xe trong đời sống là đã chuyển từ ma sát gì sang ma sát gì? Câu trả lời là ma sát trượt sang ma sát lăn. Với câu hỏi này thì Mạnh đã chứng minh mình không chỉ giỏi hóa mà còn giỏi lý nữa. Xin chúc mừng bạn đã có thêm 20 điểm. Bây giờ thì Đức Mạnh sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của mình trong phần thi về đích. Bạn có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng không? Có lẽ là đã rất lâu rồi trường em đợi một chiếc vòng nguyệt quế. Và lần này em không muốn trường em phải lỡ hẹn lần nữa. Nên em sẽ lựa chọn an toàn. Là em không lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Vâng, chúc bạn thành công với lựa chọn của mình với câu hỏi số 3 này. Hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động ngày nay được gọi là gì? Câu trả lời của em là GPS ạ. Câu trả lời rất nhanh ở những giây đầu tiên và lần này thì trường chuyên Vĩnh Phúc rất tự hào về Mạnh. Xin chúc mừng bạn. Một nụ cười rất tươi nở trên môi chàng trai của chúng ta. Chúc mừng Mạnh đã hoàn thành xong phần thi về đích của mình một cách vô cùng xuất sắc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thi về đích của Lena và xin mời bạn tiến lên phía trước. Lena sẽ lựa chọn những gói câu hỏi như thế nào ạ? 30, 20, 20 ạ. 30, 20 và 20. Chúng tôi đã nghe được lựa chọn của bạn rồi. Và câu hỏi đầu tiên sẽ có giá trị 30 điểm như sau. Đây là những lời tiếc thương Nguyễn Đình Chiểu bày tỏ trước sự ra đi của người anh hùng nào ở thế kỷ 19. Ôi trời bến nghé mây mưa sùi sụt, thương đấng anh hùng gặp bước gian truân, đất Gò Công cây cỏ ủ ê, cám niềm thần tử hết lòng trung ái. Các bạn thí sinh còn lại có cơ hội bấm chuông. Chúng tôi nhận được tín hiệu của Trúc Hương. Câu trả lời của em là Trương Đình hả? Vâng, và bạn có biết là những lời này được trích trong tác phẩm nào không ạ? Em quên mất rồi. Những lời này được trích trong tác phẩm Văn Tế Trương Định. Và người đang được nhắc đến ở đây là Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định. Và chúc mừng Trúc Hương. Câu hỏi tiếp theo dành cho Lena. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Sau đây sẽ là câu hỏi. Lena hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh.
Hi there, I'm Brandon from Atlantic 5-Star English, and today I have an English question for you. Earlier this year, Cristiano Ronaldo was given the FIFA Special Award for becoming the top scorer in the history of men's international soccer. Ronaldo successfully broke the record set by Iranian legend Ali Daei after scoring his 110th goal in his international career. Which national soccer team does Ronaldo play for? Good luck. Boss Tuesday. Juventus. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh còn lại. Mời Trúc Hương. Câu trả lời của em là Manchester United. Câu hỏi mà thầy đang muốn đặt đó là cầu thủ Cristiano Ronaldo, người đã giành được giải đặc biệt của FIFA trong năm vừa rồi, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Iran Ali Daei, chơi cho đội bóng quốc gia nào? Lena có phải đưa ra câu trả lời là gì ạ? Bạn có thể nhắc lại được không ạ? Dạ, ban đầu em trả lời là Bồ Đào Nha. Sau đó em chuyển sang Juventus. Đúng là Ronaldo chơi cho đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha và đáp án chính xác đó là Portugal. Rất tiếc, bạn Hương cũng chưa giành được điểm trong câu hỏi này. Bây giờ thì bạn còn một câu hỏi trong phần thi về đích của mình. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ, em có ạ. Vâng, chúc bạn thành công với ngôi sao này. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà khi hoán vị hai chữ số này thì được số mới hơn số ban đầu 9 đơn vị? Mới 9 số. Vâng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Và như vậy là các bạn đã không kịp tính ra rồi. Và nếu như chúng ta gọi số lập được có dạng AB thì ta sẽ có AB là bằng 10A cộng B. Khi hoán vị hai chữ số thì ta có số mới là BA bằng 10B cộng A. 10B cộng A bằng 10A cộng B cộng 9 tương đương với B bằng A cộng 1. Nên ta có các số thỏa mãn là 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89. Vậy có tất cả là 8 số thỏa mãn ạ. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Lena rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Người tiếp theo bước vào phần thi về đích đó chính là bạn Quỳnh Anh. Xin mời Quỳnh Anh. Quỳnh Anh sẽ có lựa chọn như thế nào về các câu hỏi? Em xin chọn 20, 30, 30 ạ. 20, 30 và 30 đó là lựa chọn của Quỳnh Anh. Và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên sẽ có giá trị 20 điểm. Khi ông Đỗ Trạng Nguyên vì còn thiếu niên nên vua Trần Thái Tông cho ông về quê 3 năm tu dưỡng thêm rồi mới gọi ra làm quan. Ông là ai? Câu trả lời của em là Nguyễn Hiên ạ. Và ông Đỗ Trạng Nguyên khi mới 13 tuổi và đó là Nguyễn Hiền. Xin chúc mừng bạn. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ, không ạ. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Danh thắng nào được mô tả như sau? Nằm giữa bốn bề vách đá, trên độ cao 1.200m so với mực nước biển, chiều dài của hồ bằng một buổi chèo thuyền độc mộc, hai bên hồ là những ngọn núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau, bể Lầm, bể Lèng, bể Lù. Câu trả lời của em là hồ Ba Bể ạ. Là những lời miêu tả của tác giả Dương Thuấn và trong câu hỏi này thì cơ hội dành cho các bạn thí sinh còn lại không còn. Xin chúc mừng Quỳnh Anh. Ở câu hỏi tiếp sau đây thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không?
Dạ không ạ. Vâng, chúc bạn thành công với câu hỏi này. Nguồn nước nóng tự nhiên được sử dụng trực tiếp để sưởi ấm các căn hộ, làm ấm hồ bơi, hồ nuôi trồng thủy sản, sấy công nghiệp và làm tan tuyết, vân vân, là những ứng dụng khai thác của loại năng lượng tái tạo nào? Được ạ. Và xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu của Đức Mạnh. Câu của trả lời của em là loại năng lượng mặt trời ạ. Và loại năng lượng mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây là một loại năng lượng lấy từ nguồn nhiệt tự nhiên trong lòng đất, và đó là địa nhiệt ạ. Vậy là với câu hỏi này không có bạn thí sinh nào giành được điểm. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Quỳnh Anh rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Và người cuối cùng sẽ tham gia phần thi về đích đó là bạn Trúc Hương. Xin mời bạn. Trúc Hương, hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em xin chọn có câu hỏi 20, 20, 30 ạ. 20, 20 và 30, đó là lựa chọn của Trúc Hương và chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên của Trúc Hương sẽ có giá trị 20 điểm. Phương pháp chung để điều chế các kim loại natri, canxi, nhôm trong công nghiệp là gì? Câu trả lời của em là điện phân nóng chảy ạ. Một câu trả lời rất nhanh và cũng rất chính xác. Chúc mừng Trúc Hương. Sau đây sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho Trúc Hương. Bạn hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn cần lựa chọn ngôi sao hy vọng nhé. Những câu thơ sau của tác giả Hồ Chí Minh ca ngợi công đức của ai? Là hiền thần đuổi quân nhà Tống, phá quân Xiêm Thành, tuổi già phỉ chí công danh mà lòng yêu nước trung thành không phai. Hiền thần. Dạ, câu trả lời của em là Lê Đại Hành. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Quỳnh Anh. Dạ, câu trả lời của em là Lý Thường Kiệt ạ. Và đúng với câu thơ mà tác giả Hồ Chí Minh đã viết, Lý Thường Kiệt là hiền thần đuổi quân nhà Tống, phá quân Xiêm Thành. Xin chúc mừng Quỳnh Anh. Và bây giờ thì bạn sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của mình. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không, Trúc Hương? Dạ, em có ạ. Vâng. Với ngôi sao hy vọng, câu hỏi như sau. Từ 10 đến 1.000, có bao nhiêu số tự nhiên mà toàn bộ các chữ số giống hệt nhau? Câu trả lời của em là 27 ạ. Câu trả lời của bạn là 27. Vâng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi là bao gồm các số 11, 22, vân vân đến 99. Và các số tiếp theo là 111, 222, vân vân đến 999. Như vậy là chỉ có 18 số thôi ạ. Vâng, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Trúc Hương rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành cuộc thi của mình ngày hôm nay, và hãy cùng xem họ sở hữu bao nhiêu điểm. Bạn Nguyễn Trúc Hương đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An Bình Định đã thể hiện hết mình với 45 điểm. Bạn Trần Lê Na đến từ trường Trung học phổ thông Lê Trực Quảng Bình giành được 105 điểm. Phần thi vô cùng ấn tượng của Nguyễn Đức Mạnh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc với số điểm cao nhất 315 điểm. Và bạn Trần Thị Quỳnh Anh đến từ trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh giành được 175 điểm. Welcome back to Road to Olympia Peak. Mong các bạn bấm chuông từ từ thôi, tớ bấm với.
con đường đi học của em là thường đi qua những con đường đầy chó. Oh my god. Sưu tập như thế là thật. Vâng. Đến mức mà Việt Hoàng phải 1+9+9+6=19 à? 42. 50 à? 10 điểm. Một trận thi đấu rất hay. Nếu không biết thì câu chọn C. B. Chơi hết mình à? Và tất cả. Thái Nguyên. Thầy Bình Hành. Ta nè. Mấy? Úc. Bây giờ các bạn có thể thở phào nhẹ nhõm bởi vì chúng tôi sẽ tuyên dương tất cả các bạn. Xin mời các bạn bước lên phía trước. Vâng, đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Nguyễn Bá Quang. Và xin được kính mời ông Nguyễn Bá Quang sẽ trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Giành được giải nhất ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Và xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Bá Quang.